Rồi, đi không phải giúp chúng ta đâu, chúng ta bay rồi. Ôi, khói gì bay ra đấy bạn? Sao bạn đấy không sao bà? Con đang ở đây này, con này nó mày sợ cái này. Đi được tới tóc rồi mà. Đi thầy cô rồi đó. Mà đi nào. Đi. Con kia đấy. À, đi đi muốn sấy à? À, sấy đi nào. Sấy đi nhá. À. Yeah.
Đi tí là đến lượt Bi nhá. Đấy. Tay con vừa mới cắt ngón tay à? Cho con ra không nọ. Nga Bi lên á. Nó từ từ. Nó ấy móng tay được kìa ba. Cái gì sao nó của em của Bibi nó bị gì mà nó cứ chồng chồng cái móng lên đấy ba. Đi ấy móng tay con Bi dài. Đứng. Bi không muốn nhìn đâu. Đứng. Bi. Đi dài đó, xuống cao vừa mới cắt, chúng ta bị chỉ vừa ai vừa mới cắt cái mềm mới cắt nhá. Dạ. Nào, okay. Nào, chân ngừng đi này. Mới cắt từ hôm sửa con robot chứ hết sợ đấy bé. Con robot sửa được chứ? Rồi. Buổi tối nào mà ba đang làm việc ở dưới, mẹ bật nó lên để quét dọn nhà cửa. Đi đây. Từ nãy giờ ba cắt móng chân à? Nó cái này là nâng mai chứ cắt. Từ nãy giờ ba mài móng chân cho Bibi hay? Móng tay xong rồi, móng tay còn đi xong rồi. Ba vừa mới mài à? Ừ, nè, móng chân còn Bibi còn một cái. Từ nãy giờ con tưởng ba đang mài móng tay cho Bibi chứ. Để xong rồi. Móng chân kia dài quá ba ơi. Rồi, được rồi. Nhá. Đi sau đây nhá. Ừ. Sao nè, sang tay nè. Đây cái Bi này. Đặt tay lên này, đặt tay như này. Đấy. Đấy, Bi đặt tay này nè, đặt tay cái tay đẹp này, đặt tay đó. Rồi, đấy. Thôi, rửa tay thì ba ấy chơi cây thôi. Cây trái, cây ngon. Đặt cho Bi ăn trước nhá, cho Bi ưu tiên Bi nhá. Bi ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ưu tiên cho Bi ăn trước này.
Bia chờ đấy, ưu tiên số 1 đấy nhá. À. Ăn xoài nhé. Ăn gì? Đi có vẻ táo thích ăn đấy. Hai con này lấy cái nĩa đi. Làm cái ngồi đấy, ngồi đấy, ngồi đấy, ngồi đấy. Bia ấy, từ từ bình tĩnh. Ba con ăn chung nhá. Này này này, đây, 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 ba đổ. Ngọt nhá. Rồi cắt đi. Cái táo không? Này táo. Chưa ăn táo à? Ăn thịt thôi nhé, để chú ăn cơm nhé. Ăn nhẹ nhàng thôi nhé, ăn được nhé. Ba lấy đi. Ăn được không? Ăn ba cắt tiếp. Đấy, ba gọi ăn phần này nhé. Đấy. Đi no nào. Ngọt đi ăn nhiều lắm à? Bằng gì nhỉ? Đấy. Ôi, cho đĩa vào đây để bát rửa. Nào chị. Chị ơi, cho đĩa vào đây. Đó. Lại đâu cái chơi đi. Bibi đã rửa tay rồi. Bibi rửa rồi, bác lau rồi đó.